chất lượng các bác nha, quá hay nha. Thưa bác, là hôm nay tiếp tục về có hai con lọc xì bãi thương hiệu của Mỹ các bác nha, thương hiệu của Mỹ. Đó, một dòng mà Jove và dòng Lifet. Đó, đều của 231 và thương hiệu của Mỹ các bác nha. Hai con này thì mặt phay nhôm sáng cực kỳ đẹp các bác nhá. Bên trong thì hai con mạch như nhau các bác nhá. Hai con này nó chỉ khác về tên gọi thôi. Nó chỉ khác mỗi tên gọi thôi nha các bác nhá. Một khác mỗi tên gọi thôi. Còn bên vỉ mạch như nhau hết. Đây thưa bác đây. Các bác xem qua. Đó. Như nhau hết các bác nhá. Đấy, ở đây là sơn quét nha các bác nhá, sơn quét. Sơn quét là niêm phong ốc. Thì cả hai con đều sử dụng là hai nguồn các bác này, hai nguồn riêng biệt. Đấy, chạy hai nguồn riêng biệt và hai vỉ lọc riêng biệt các bác nhá. Đấy, chất âm con này phải nói là quá hay. Đó, em vừa thử cái chất âm của nó sau hát nhạc của nó tức cực luôn. Đấy, ở đây cũng là nó có thêm cái này, nó có một cái hộp này. Đấy, cũng có hai vỉ. Đây. Đấy, cũng có hai nguồn này các bác nhá, hai nguồn đây. Đấy. Xem qua một chút. Đấy, hai con thì như nhau hết. Đây, phía sau của nó đây các bác nhá. Đó, dòng lọc xì bãi thương hiệu của đất nước Mỹ. Đây, Ueda đây các bác này, Ueda này nhá. Đấy, ở phía sau này sẽ có cả đường ra, đường vào thì nó đều có cả đường Canon và đường 6 ly các bác nhá. Bác thích cắm đường nào cắm. Phải nói chất âm con này quá hay luôn. Bởi vì là nó là dòng mà hai vỉ lọc và dày và hai nguồn riêng biệt. Đây các bác này. Hai vỉ lọc của nó gần như là tràn hết cả cái hộp của nó rồi. Đấy, gần như là hết luôn. Đấy, vỉ mạch to các bác nhá. Đấy, bên em sẽ có lần trước em lên video là có một cái loại vỉ lọc nhỏ và một nguồn thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, còn vỉ lọc này thì em thử chưa nói về cái linh kiện. Đấy, em thử cái chất âm là nhắm mắt vào đã con này là chất lượng âm thanh quá hay rồi. Đấy. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bạn. Đấy, vỉ lọc dày và hai nguồn riêng biệt như này. Chất âm nó sẽ cho ra hay hơn các bạn nhá. Đó, hai vỉ lọc kia. Đó. Dòng thương bãi lọc xì bãi thương hiệu của Mỹ các bác nhé, chất âm cực kỳ hay. Các bác sẽ có những cái dòng lọc mới thì các bác phải hiểu là lọc mới thì nó sẽ được hình thức nó sẽ đẹp đúng không ạ, nó sẽ đẹp. Nhưng chất âm thì phải nói là cái hàng bãi tiếng âm thanh của nó cực kỳ sâu, nó sâu tiếng, nó sẽ hay hơn khá là nhiều chứ không phải là hay hơn ít đâu các bác nhé. Nên thì các bác này có thể là lựa chọn những cái mặt hàng lọc xì mới hay là bãi để phù hợp với cái nhu cầu của mình. Đó, các bác cần đẹp cần hình thức thì hàng mới đúng không ạ. Còn nếu mà các bác dùng chất âm hay đấy, chất âm hay sâu tiếng đấy, những các bác chuyên chơi âm thanh thì luôn luôn là sẽ lựa chọn những cái hàng bãi xịn như thế này và sẽ tìm săn lùng những cái hàng bãi xịn như này. Đây, ở đây nó sẽ có một ít màu như này thì bọn em sẽ có Kana và RV7 thì bọn em sẽ đánh đi nhá. Còn đây là bọn em bốc luôn ở dưới kho lên đấy, những hàng tuyển chọn bọn em chỉ nhặt những cái hàng tuyển chọn đẹp men vỉ đẹp như thế này thôi. Đấy, những hàng ôm lô bọn em sẽ không ôm lô sửa chữa như các bên. Đấy, hai vỉ lọc, hai nguồn riêng biệt. Đấy, nó phải đẹp như này. Đấy, thì bọn em về sẽ vệ sinh sạch sẽ cho bác trước khi chuyển đi. Để ở đây thì tiện bọn em quay luôn cho bác thôi. Mặt phay nhôm màu bạc rất là đẹp. Đó, ở đây sẽ có 62 cần gạt các bác nhé. Mỗi một hàng sẽ 62 cần gạt chia cho làm hai hàng thì mỗi một hàng là 31 cần gạt. Đấy, xử lý sâu về tiếng bát, trung và chép. Đấy, các bác nhiều bác bảo là khó chỉnh nhưng mà thưa bác là nó rất là dễ thôi. Nó chia làm 3 khoảng bát, trung và chép, tăng là tăng cả cụm luôn. Đấy, tăng là tăng cả cụm luôn. Đấy, tăng cả cụm luôn, giảm là cả cụm luôn. Còn bác nào mà kiểu mà muốn tỉ mỉ hơn thì về thử gạt từng ca gần một, gần từng cần một thì nó sâu hơn. Đấy, thì các bác có thể là biết được là nó cái âm đấy nó thừa hay nó thiếu cái gì thì các bác tăng giảm theo cái tai nghe sở thích của mình. Đó là một cũng là nhiều khi